Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì thông tin danh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đến đông đảo cán bộ đảng viên. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng đến các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thông báo nhanh những nội dung trọng tâm về kết quả hội nghị để các đảng ủy, cán bộ đảng viên nghiên cứu nắm bắt thông tin, phục vụ công tác quán triệt, triển khai và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương, đơn vị trong thời gian đến. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bàn về các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nghe báo cáo chuyên đề xung đột Nga-Ukraine, tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra. Đáng chú ý, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận về tờ trình và đề án của Bộ Chính trị, thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở có vị trí quan trọng trong hệ thống của đảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài và liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, một trong những nội dung được đông đảo cán bộ đảng viên quan tâm là đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về chức năng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban chỉ đạo Trung ương trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Báo cáo công chí là thành lập ban chỉ đạo thì thứ nhất là không làm phát sinh ra bộ máy và biên chế mới. Cái thứ hai nữa là không chồng chéo và không làm thay chức năng của các cái cơ quan đơn vị như là ban nội chính, ủy ban kiểm tra rồi các cái cơ quan chức năng hoạt động trong lĩnh vực tố tụng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị toàn bộ đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội 13 của đảng đề ra.